Ok, chào mừng anh chị đã quay trở lại với video cùng Mai. Thì trong video ngày hôm nay thì Mai sẽ chia sẻ với anh chị một cổ phiếu đang có điểm mua tương đối đẹp anh chị nhé, cổ phiếu IDI trong nhóm thủy sản. Cổ phiếu IDI thì trước đây thì em đã làm một video rồi, ta mua loanh quanh vùng 13 đúng không? Đó. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn sẽ còn điểm mua tiếp theo hoặc là điểm mua gia tăng đều được anh chị nhé. Trước khi mà đi vào nội dung của chương trình của video thì anh chị mình có thể là ủng hộ cho Mai xin một like, một subscribe kênh cũng như là một quả tim ở dưới phần bình luận anh chị nhé. Ở đây sẽ là những cái động lực rất là lớn để giúp Mai có thể là tiếp tục làm thêm nhiều video để chia sẻ tới anh chị. Đó, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Ok, thì chúng ta sẽ đi vào phân tích cổ phiếu IDI anh chị nhé. Đầu tiên thì ở trong khung tuần. Đấy, đầu tiên trong khung tuần thì anh chị thấy là IDI đã xác nhận cái điểm hồi trong trung hạn rồi, đúng không? Đã xác nhận nhiều hồi rồi nhá, và hiện tại thì nó cũng đang có một cái trạng thái tăng đấy, xu hướng thì nó vẫn đang ở trong những giai đoạn mà chuyển giao xu hướng. Tuy nhiên thì nó có những tín hiệu khá là tích cực khi mà đã có những cái tuần vượt qua được cái đỉnh cũ của vùng của tháng 1 năm 2023 rồi đấy. Và hiện tại thì chúng ta sẽ hướng tới những vùng đâu đó là vùng 16.5 này đấy, 17.5 này, đây sẽ là những cái target trước mắt của IDI anh chị nhé. Đấy là trong khung tuần. Tiếp theo thì trong khung daily. Trong khung daily thì anh chị nhìn thấy là tương đối đẹp đúng không ạ? Một cái cổ phiếu mà cũng tiếp tục có một cái vùng nền đâu đó là khoảng tầm hơn 6 tháng rồi. Từ mồng 4 tháng 1, mùng 5 tháng 1 đến mùng 6 tháng 7 là vào khoảng tầm 6 tháng. Đó, một cổ phiếu tiếp tục có một vùng nền tích lũy 6 tháng và mới có tín hiệu bất nền anh chị nhé. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Mới có tín hiệu bất nền. Đó. Thì em nghĩ đây là một cái cổ phiếu mà chúng ta có thể kỳ vọng chạy tương đối xa anh chị nhé, với một cái vùng nền lâu như này. Đó. Nếu như anh chị nào theo dõi Man thì mọi người có thể biết là trong giai đoạn này chúng ta đi tìm cổ phiếu thì chúng ta luôn luôn tìm những cổ phiếu có vùng nền. Đấy, và có những tín hiệu bất nền. Và IDI hiện tại vẫn đang là một cổ phiếu như vậy anh chị nhé. Còn về xu hướng của IDI thì ở trong khung daily thì xu hướng cũng đã chuyển sang một xu hướng tăng rồi, đúng không? Vẫn đã chuyển sang một xu hướng tăng này. Hiện tại thì đang ở những cái nhịp mà tích lũy, đang ở những cái nhịp tích lũy test lại những vùng nền cũ của nó đấy. Và anh chị có thể nhìn xuống dưới, thấy bên dưới này thấy cái khối lượng ở trong những cái phiên mà cổ phiếu này rung lắc, nó test lại những cái vùng nền tích lũy ấy. Khối lượng cũng rất là thấp anh chị nhé. Đó, khối lượng cũng rất là thấp đấy, cho nên là nó hoàn toàn có cơ hội đúng không? Khối lượng đây thấp nhưng mà cái lực cung hiện tại thì áp lực cung, áp lực bán với cổ phiếu này hiện tại cũng rất là thấp rồi, rất là ít rồi đấy, cho nên với IDI thì em nghĩ chúng ta chỉ chờ đợi một phiên bùng nổ thôi. Đó, có thể nó sẽ đến sớm thôi anh chị nhé, nó sẽ đến sớm thôi, không lâu đâu. Anh chị cứ yên tâm một cái điều như vậy. Và với một cổ phiếu mà có vùng nền khoảng tầm 6-7 tháng thì em nghĩ chúng ta mua ngay khi mà nó bứt phá thì cũng không có gì là quá phải lo lắng hết. Đấy, một cái điểm mua tương đối đẹp anh chị nhé. Đó, thì đấy là về trạng thái cũng như là xu hướng của IDI. Còn về điểm mua, anh chị lưu ý giúp em nhé. Cái điểm mua thì anh chị có thể mua quanh giá hiện tại luôn, 13.9 đến 14.1, 14.2, loanh quanh vùng giá hiện tại anh chị vẫn có thể mua được với IDI nhé. Đó. Và target của chúng ta thì trước mắt sẽ là vùng 16 đúng không? 16 này rồi 17.5. Đấy là hai target của chúng ta của IDI trước mắt. Đấy, còn câu chuyện dài hơn thì nó vẫn có tiềm năng nhưng chúng ta sẽ chia sẻ, sẽ phân tích với nhau sau. Đấy, còn khi mà anh chị mua vùng tầm 13.9, 14, 14.1 hoặc 14.2 cộng trừ một vài like đấy thì nó cũng không phải là quá quan trọng, đúng không? Thì chúng ta sẽ cắt lỗ, tạm thời cắt lỗ khi nào mà nó mất vùng giá 13 anh chị nhá, tạm thời cắt lỗ khi nào mất vùng giá 13.4, sorry ạ, tạm thời cắt lỗ khi nào nó mất vùng 13.4 hoặc là hạ bớt cũng được anh chị, hạ bớt về 12.85 anh chị lại mua lại thôi em. Đó, đây những cổ phiếu chúng ta mua những vùng nền hoặc là mới bứt nền thì em nghĩ là nó tương đối là an toàn đấy. Thì đấy là cái chiến lược mua với IDI.
ta đảo qua H1 một chút. Đây, H1 thì đang tương đối là gần hỗ trợ, đúng không? Đang tương đối gần hỗ trợ 3.8, 14 đấy, lanh quanh vùng này là những vùng hỗ trợ khá là tốt của IDI anh chị nhé. Đấy, cho nên là anh chị hoàn toàn có thể tham gia với IDI được. Đó, lanh quanh vùng 14.1 cộng trừ đi. Đấy, cái vùng giá hiện tại cộng trừ 1-2 line gì đấy là em nghĩ tương đối là ổn, tương đối là ok với IDI nhé. Bây giờ chúng ta chỉ chờ một cái phiên bứt phá thôi, đúng không? Rồi, ok, thì đấy là cổ phiếu IDI mà em An chia sẻ với anh chị ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 26 tháng 7 nhé, ngày 27 tháng 7. Đó. Thì chắc là em An xin phép kết thúc video ở đây thôi. Anh chị mình đang xem video, mọi người hãy nhớ dành ra 5 giây để cho em An xin một like, một subscribe kênh cũng như là một quả tim ở dưới phần bình luận anh chị nhé. Và nếu anh chị nào mua được thì mọi người hãy quay trở lại video này và mọi người comment giúp em số 1. Đấy, để em An biết là có anh chị đã tham gia được rồi. Đấy, và em sẽ theo dõi mã này sát hơn, khi nào có biến hoặc là khi nào đến target thì em sẽ thông báo với mọi người anh chị nhé. Và anh chị nếu như chưa có ai đồng hành thì mọi người hãy nhớ liên hệ với em An nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị.